Dạ vâng gửi lời chào toàn thể anh em làm thợ bẫy thú rừng trên bọn miền tổ quốc. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là một cái mẫu cạm kiềm hàng đang bán chạy nhất và chất lượng của nó là đảm bảo cho anh em là cạm kiềm nguyên liệu chính là làm nên cái cạm kiềm này là được 100% bằng thép lá đảm bảo cho anh em loại một anh em sử dụng 3 đến 5 đến 7 năm cũng thoải mái không bao giờ bị gãy được. Thì nhà em thì chỉ cung cấp loại một thôi. Thì ở cái đầu video này em vẫn giới thiệu cho anh em là nhà em chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những mẫu cạm kiềm từ cái mẫu cạm số 9 này 12 14 16 18 20 22 và 33 đến 25 nữa thì anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây 092 661 1998 số điện thoại này có cả Zalo nhé để anh em mà quan tâm thì anh em có thể là kết bạn Zalo thì để em sẽ gửi thêm mẫu và em sẽ tư vấn thêm cho anh em còn à, nếu mà anh em đã mua cái cạm kiềng bên em rồi hoặc là anh em đã xem ở cái video anh em tin tưởng về cái chất lượng rồi thì anh em cứ gọi điện trực tiếp là anh em đặt hàng thôi đấy thì em cũng giới thiệu là nhà em thì cung cấp cả xỉ cả lẻ xỉ là anh em mà muốn mua số lượng lớn ấy, thì anh em báo thì bên em có giá rất là ưu đãi cho anh em còn nếu mà anh em mà mua hàng nhỏ lẻ nhé thì em sẽ gửi hàng qua bưu điện đấy, gần thì khoảng một hai hôm là anh em nhận được hàng xa thì khoảng ba bốn hôm và cái điều quan trọng nhất là khi mua hàng bên em là anh em luôn luôn là được kiểm tra hàng này đấy, đúng chất lượng đúng mẫu mã đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước một 000 đồng cả nhé không bao giờ phải đặt cọc trước một nghìn nào cả nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán đấy là phương thức đặt hàng hình thức bán hàng nhà em còn không để anh em mất thời gian lâu thì em xin giới thiệu chi tiết về cái mẫu cạm hôm nay mà em muốn giới thiệu cho anh em là cái mẫu cạm 14cm 14cm được anh em sử dụng rất là nhiều được nhiều nhất trong cái vụ kể cả năm ngoái năm kia đến năm nay là em bán cái cạm 14cm này là được rất là nhiều tại vì cái cạm này là rất là dày rất là dày và chất lượng của nó cái cạm này thì anh em đánh được những con thú tầm trung từ 5 kg, 5 kg đổ xuống nhé từ 5 kg đổ xuống anh em sử dụng cái cạm 14 này. Thì đây em sẽ quay tổng quan. Đấy, tổng quan cho anh em cùng tham khảo này. Đây là về 10 cái 2 4 6 8 10. Đấy, 10 cái cạm 14 này, anh em thấy này, cái nào cũng răng rất là khít. Răng rất là khít, cạm thì rất là bóng như này. Cạm thì rất là bóng nhé, quay tổng quan cho anh em Đấy răng thì rất là khít và bản răng thì rất là to Đấy, bản răng thì rất là to và dày cạm thì cũng rất là dày anh em nhé anh em thấy này cạm rất là dày thì em sẽ bỏ ra một cái em giới thiệu chi tiết cho anh em này anh em thấy đây về phần răng này anh em thấy răng rất là khít như này nhé Đấy, cạm loại một thì luôn luôn là răng nó khít như này và đây là về phần tai ra cạn lỗ lỗ sỏ dây thắng này và lẫy đây. cạm thì rất là dày nha. thì khi mà anh em mà mua cái cạm này thì là em sẽ tặng kèm cho anh em là một cái lẫy như này Đấy, tặng kèm là lẫy như này nhé để đảm bảo cho anh em là và anh em làm bàn đạp. còn trường hợp mà anh em không có thời gian nào bàn đạp thì bên em cũng gia công luôn cho anh em là những cái chiếc bàn đạp như này. giá thì em sẽ lấy là một nghìn tiền tôn là một cái bàn đạp một nghìn tiền tôn là một cái bàn đạp nhé. Đấy, riêng là cái bàn đạp này còn nếu mà anh em mà không lấy bàn đạp thì nó sẽ rẻ được hơn một nghìn thì em sẽ tặng cho anh em đọc là cái lẫy như này thôi để đọc là cái lẫy như này thì anh em chỉ việc uh, về anh em làm thêm bàn đạp là anh em sử dụng thôi và anh em uh, lưu ý là anh em lên là sử dụng thêm đấy. cái dây phanh xe đạp này, dây thắng dây phanh xe đạp như này để đảm bảo cho anh em là anh em sẽ xỏ vào cái lỗ này và anh em buộc vào một chỗ cố định thì để đảm bảo là khi mà gặp con thú ấy, thì nó sẽ không tha được cái cạm của mình đi anh em không phải đi tìm cạm nữa và giá của cái dây phanh này là 2.000 đồng Đấy, 2.000 đồng anh em nhé Đấy là về cái mẫu cạm chủ yếu là hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em là về cái mẫu cạm 14 là cái hàng đẹp hàng loại một rất là dày dặn như này rất là bền hàng thì năm nay thì rất là đẹp anh em ạ phục vụ cho anh em là bẫy những con trồn con thú rừng từ 5 kg đổ xuống 5 kg đổ xuống còn à, em chia sẻ đối với mà anh em nhé Chẳng hạn như anh em có thể là bẫy cạn 14 này anh em cũng có thể là bẫy được chuột Nhưng mà anh em sẽ lấy cho em cái rũ là anh em mài bớt cái độ sắc của cái răng này đi Thì đảm bảo cho anh em là bẫy những con thú nhỏ nó sẽ không bị đứt chân những con thú to chẳng hạn như 2-3 kg đổ lên thì anh em không cần mài cũng vẫn ok Đây về mẫu cạm kiềng số 14cm Thì em xin nhắc lại một lần nữa là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những mẫu cạm kiềng Từ cái mẫu cạm nhỏ đến cái mẫu cạm to anh em mà có nhu cầu anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây nhé còn à, bây giờ em cũng xin đã kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau